đang tiến qua lễ đài là đoàn thể thao Singapore với 425 vận động viên tham dự tranh huy chương ở 33 trên 40 môn thể thao. Người dẫn đầu của đoàn là vận động viên pencak silat Sheikh Farhan. Reaching the stage now is the Singapore contingent with 425 athletes participating in 33 out of the 40 sports. The flag bearer is pencak silat athlete Sheikh Farhan. Hello, Singapore!